bao ước mơ ngập tràn tiếng thơ. Trong ta giờ chỉ còn lại nỗi sầu, đường về vắng anh lang thang tháng ngày. Em mới biết lòng mình đớn đau. Yêu sao những buổi chiều cơn mưa đến thật nhiều, bên sông có người đứng trông chờ. Thương đôi mắt long lanh, môi xinh chút ngại ngần, cho nhau những ngày tháng phiêu bồng. Rồi thoáng hương đông bay đi, một cõi xa xăm lại về. Anh ơi có biết chỉ là giấc mơ. Giấc mơ lệ thương tan đi, để trái tim khô cạn rồi. Chỉ một mình em thôi, lặng lẽ ôm bao nỗi buồn. Từ nay thôi hết những ngày dấu yêu. Đắng cay đọng lại trên môi, đau đớn khóc than mối tình. Từ đây thôi nhé, thương nhớ chỉ hai ai. Từ đây thôi nhé, thực sự anh cũng không thể nào nói rõ là anh đã thương em từ lúc nào, bởi vì nó đã đi vào trong lòng anh ra sao chính anh cũng không biết. Anh chỉ biết chắc một điều là Thanh Vân à, hình ảnh của em tràn ngập trong lòng anh. Em cũng bằng lòng làm vợ anh không? Sao được chứ. Sao anh ấy lại thương mình được chứ. Sao lại như vậy được chứ. Là con vô tư không nhận ra, hay là con cố tình phớt lờ tình cảm của Đăng Duy? Đăng Duy nó có tình cảm đặc biệt với con, bác nhìn thấy lâu rồi. Con không cần tin lời của bác đâu, con hãy tự cảm nhận đi. Không không đâu, không đâu không đâu. Làm gì có. Chắc là bác ấy hiểu lầm thôi. Hiểu lầm. Theo anh nghĩ, khi đã thương thì quá khứ hay là mọi thứ khác đều là của nhau. Nếu không sẵn sàng chia sẻ, anh đã không nói thương em như ngày hôm nay. Là thật sao? Anh ấy thương mình thiệt hả?
Mình bị gì vậy? Sao lại quan tâm anh ta có thương mình hay không chứ? Cho dù thế nào mình không thể nào đón nhận tình cảm đó được. Mình quên nhiệm vụ mình tới đây rồi sao? Mình quên mình đã có anh Khiêm rồi sao? Thanh Vân ơi là Thanh Vân, mày bị điên mất rồi. Nhưng mà sao ở đây cứ đau như vậy, cứ đập nhanh nữa chứ. Ôi, sao mình không thể nào, không thể nào không hạnh phúc khi nhớ lại những hình ảnh đó được. Sao ở đây cứ đau quá vậy nè? Mình không thể nào không hạnh phúc khi nhớ lại những hình ảnh nữa. Anh Khiêm ơi, em có lỗi với anh rồi. Đang bàn chuyện cưới hỏi, chắc không lâu nữa đâu. Không được, nhất định phải nói chuyện với anh Khiêm. Anh gọi đúng lúc lắm. Alo. Alo. Em nghe nè. Alo em hả? Em qua nhà anh có được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Anh vừa mới nói cái gì vậy? Em đừng quá nhạy cảm. Anh biểu em nhận lời làm vợ của hắn ta chỉ là giả vờ thôi, không phải là thật đâu. Giả thôi. Ừ, đúng vậy. Em nhận lời chứ đâu phải nhận lời là cưới ngay đâu. Thì trước đó em phải còn đính hôn nè. À, phải rồi. Sau khi đính hôn, chắc chắn hắn ta sẽ không đề phòng em nữa. Lúc đó em sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận hắn ta, khám phá được bí mật của hắn ta. Anh có biết mình đang nói cái gì không vậy? Cưới hỏi là chuyện quan trọng cả một đời người. Vậy mà anh biểu em giả. Giả là giả làm sao? Đính hôn đâu phải là trò chơi của con nít đâu. Em còn gia đình, còn dòng họ. Anh biểu em giả là giả làm sao? Em thiệt sự không hiểu nổi. Thanh Vân à, Thanh Vân à, Thanh Vân nghe nói nè. Không có việc gì khi em bước xuống từ vậy đâu. Em hãy bình tĩnh nghe nói nè. Làm sao em có thể bình tĩnh khi mà người em yêu biểu em làm vợ người khác? Anh hết yêu em rồi đúng không? Em khờ quá. Sao anh lại hết yêu em được chứ? Lâu nay chúng ta đã vì đại cuộc mà tạm hy sinh tình riêng. Chỉ còn một chút nữa thôi là sứ mạng hoàn thành. Chúng ta không thể vì một chút ích kỷ mà bỏ cuộc được em à. Tổ chức cũng đã tiên đoán được điều này. Họ đã bàn với anh. Sao họ không bàn với em? Đây là cuộc đời của em mà. Sao họ có thể tự cho họ cái quyền có thể định đoạt cuộc đời em chứ? Em hiểu lầm rồi Thanh Vân à. Không ai định đoạt cuộc đời của em hết. Chỉ là họ dạch ra phương hướng để mình sớm đạt được kết quả như mong muốn và hoàn thành nhiệm vụ thôi. Nhiệm vụ? Kết quả? Thực sự bây giờ em rất là hoang mang với những từ này. Bao nhiêu ngày tháng trôi qua em đã cố gắng hết sức mình rồi, nhưng mà em không có tìm được một manh mối nào hết á. Em mệt lắm. Em cũng chán nữa. Em muốn dừng lại ở đây. Em không muốn tiếp tục nữa. Có được không anh?
Anh ơi, em dọn cơm xong rồi, vô ăn đi anh nha. Em nè, bộ cậu Út với cô Khánh Hà đã xảy ra chuyện gì sao em? Em cũng không biết nữa, nhưng mà em nghĩ chắc không phải chuyện giận hờn bình thường đâu. Có khi nào... Ủa, bộ anh biết chuyện gì hả? Không, anh đâu biết gì đâu. Anh chỉ nghĩ có khi cậu Út không sắp xếp được thời gian cho cô Khánh Hà. Con gái mà, ai không muốn được quan tâm. Anh nói cũng đúng. Để em gặp thằng Tấn, em sẽ nhắc nhở nó. Anh cầu mong hai đứa luôn luôn vui vẻ. Thằng Tấn nó dướng nhà mình như vậy, vui vẻ sao nổi hả anh? Thôi, vô ăn cơm đi anh. Anh nói sao? Một tên đàn em của Đăng Duy đã bị bắt và đã khai ra. Sắp tới đường dây của hắn ta sẽ vận chuyển 300kg ma túy vào Việt Nam. Bộ Công an đang dốc toàn lực cho vụ án này. Họ hy vọng em chính là người tìm ra ngày giờ, địa điểm giao dịch của bọn chúng. Nhưng em mệt thì thôi, đành chịu. Anh chỉ sợ vụ này lọt lưới sẽ có biết bao nhiêu gia đình tan nát, biết bao phần người bị vùi dập bởi cái thứ chết người ấy. 300kg, em cứ tưởng tượng mà xem, tác hại của nó khủng khiếp tới mức nào. 300kg ma túy hay sao? Phải. Chưa kể một lượng lớn ma túy tổng hợp cũng sẽ được giao dịch trong thời gian tới. Đã vậy, hắn ta còn cố tình giành dự án với anh. Anh biết chắc là hắn ta đi cửa sau, hắn ta vi phạm pháp luật để cướp dự án của anh, nhưng lại không có bằng chứng để vạch trần, đành chịu thôi. Cho dù em có đồng ý thực hiện phương án này cũng chưa chắc thu được kết quả gì. Anh thấy rồi đó, em ở trong nhà đó bao nhiêu lâu mà em có làm được cái gì đâu. Nhưng nếu em là vợ hứa hôn của hắn ta thì mọi chuyện sẽ khác. Phòng của hắn ta em sẽ tự do ra vào, vật dụng của hắn ta em có quyền sử dụng, như vậy em sẽ thuận tiện hơn. Anh muốn em nhận lời sao? Đúng vậy, chúng ta đã đi tới đây, bỏ dở dang như vậy không phải là vô cùng đáng tiếc hay sao? Nếu nhận lời làm vợ Đăng Duy, đính hôn với Đăng Duy, mức độ gần gũi sẽ như thế nào chắc anh lường trước được mà. Anh chịu được sao? Anh không sợ em thay lòng? Anh không sợ mất em sao? Anh là đàn ông mà, làm sao anh không khó chịu khi nghĩ tới cảnh người con gái mình yêu kề cận bên người đàn ông khác được chứ? Nhưng em à, ngay từ đầu chúng ta đã xác định hy sinh tình riêng cho việc lớn. Chúng ta phải biết làm chủ cảm xúc của mình. Em hỏi anh, không sợ em thay lòng, không sợ mất em? Anh không sợ, bởi vì anh tin em. Anh tin em sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Em không tin bản thân của mình sao? Em không biết. Em yêu anh, em dặn lòng sẽ mãi yêu thương anh, tin tưởng anh. Nhưng tình yêu của tụi mình cứ mãi lén lút, cứ ngày một xa cách nhau hơn. Rất có thể một ngày nào đó em sẽ ngã lòng trước sự ân cần quan tâm của người khác. Cũng rất có thể hình bóng của em trong lòng anh sẽ phai nhạt dần và sẽ được thay thế bởi một người con gái khác. Người con gái ăn kem cùng anh chẳng hạn. Không phải Thanh Vân à, em nhìn thấy anh đi cùng với người con gái đó, em suy nghĩ lung tung mà. Thanh Vân à, đáng lẽ em phải hiểu anh hơn ai hết. Em với Đăng Duy đi bên nhau, cười nói với nhau, đâu có phải là yêu nhau đâu. Anh cũng vậy thôi. Cô gái ấy là con gái của đối tác, đưa cô ấy đi chơi đâu có nghĩa là giữa anh và cô ấy có tình yêu đâu. Nhưng chị ấy nói với em, hai người đang bàn chuyện cưới hỏi. Em nghe lời người khác làm cái gì?
Nghe anh thôi, có được không? Thanh Vân à, anh tin bản thân mình và tin em. Tin tình yêu của chúng ta không thể nào tan vỡ được. Nhưng mà em đã nói vậy thì chúng ta hãy coi đây là thử thách sau cùng. Một đám cưới đẹp với cổ tích sẽ chờ chúng ta bên bờ biển. Còn nếu chúng ta không bước qua được thử thách lần này thì về lâu dài cuộc sống của mình sao có thể hạnh phúc được. Tổ chức coi lại đang nghe máy. Anh xin lỗi em. Thời gian qua anh đã khiến em buồn phiền và mệt mỏi vì anh quá nhiều. Cuối cùng anh cũng biết xin lỗi em. Thôi được rồi, em tha cho anh đó. Nhưng mà anh có biết mấy ngày qua em buồn lắm không? Lần sau không được giận em vô lý như vậy nữa nha. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Em báo cho anh một tin vui nè. Ba mẹ của em về rồi. Ngày mai anh sắp xếp thời gian tới ra mắt ba mẹ em nha. Ngày mai anh bận rồi. Thôi không sao. Vậy ngày mai không đi được thì ngày mốt hay là ngày kia, anh sắp xếp được ngày nào thì tới ngày đó. Lần này ba mẹ em ở lại lâu lắm. Hả? Tụi mình chia tay đi. Anh Tấn, em không thích nói chơi kiểu đó đâu nha. Anh đang nói rất nghiêm túc. Anh muốn anh với em kết thúc ngay tại đây, ngay lúc này. Tại sao? Anh cũng biết là những chuyện em làm là vì em thương anh mà. Em không hề coi thường anh. Được rồi, nếu như mà những hành động đó của em làm cho anh bị tổn thương thì em xin lỗi. Em sẽ không làm những chuyện như vậy nữa. Em không có lỗi. Lỗi là nằm ở anh. Từ ngày tụi mình quen nhau, anh chưa cho em một điều gì tốt đẹp hết. Trái lại còn khiến em vướng vào đủ thứ chuyện không hay. Em... Khánh Hà, em nghe anh nói nè. Em là cô gái tốt, em xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Em hãy quên anh đi. Em hãy bắt đầu một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Cảm ơn em nhiều lắm Khánh Hà. Em chưa nói gì hết mà sao có thể chia tay dễ dàng như vậy được? Anh Tấn, một lát nữa mà chị hai thấy á là chị hai thích lắm á, tại vì bông đẹp quá trời đẹp luôn. Chị hai của em thích hoa, mai mốt anh hai sẽ trồng cả rừng hoa trước sân nhà để cho chị hai em ngắm, hiểu không? Thích quá, hay quá. Anh hai cưng chị hai quá à. Chứ sao, nhưng mà anh hai cũng cưng em vậy. Bây giờ em bỏ một chậu lên trước em nha. Bỏ lên đó đi. Rồi ngủ đi. Mỹ Ngọc à, em còn biết chị hai của em thích gì nữa không? Nói cho anh hai biết đi. Em biết chứ. Chị hai nha, thích là đi xe đạp nè, đi thả diều, đi ăn kem. À, còn đi siêu thị nữa. Chưa hết nha. Chị hai nói á, là còn thích mua một con búp bê mới nữa. Cái vụ mà con búp bê á, là chị hai em thích hay là em thích đi? Thì em cũng thích. Nhưng mà cái gì em thích là chị hai đều thích hết đó. Ừ, vậy thì anh hai tin.
Đăng Duy, phải chi anh đừng làm điều gì phi pháp. Em đừng quậy quá. Phải rồi, sao mình lại không nghĩ ra? Mình phải lợi dụng cơ hội này để khuyên răng ảnh. Biết đâu anh sẽ nhận ra sai lầm, không tiếp tục làm chuyện xấu xa nữa. Mình quá ảo tưởng rồi. Mình có thể thay đổi được ảnh sao? Nhưng mà biết đâu được. Mình sẽ nói cho ảnh hiểu, nếu ảnh có bề nào thì Mỹ Ngọc sẽ khổ sở ra sao. Trước giờ có khi ảnh không nghĩ tới. Biết đâu. Phải rồi, mình sẽ thử. Tắm dịch, tắm dịch. Ê, em lên tắm cho chậu qua đi. Dạ. Ý, chị hai. Tà em về hết rồi nè. Không có sao, không có sao đâu. Mình đi ăn kem đi chị hai. Đi ăn kem nha. Thôi, giờ này trễ rồi, ăn kem sao được. Em muốn ăn kem, anh hai. Ăn kem mình mới ngủ được. Không ăn kem là thức tới ông mặt trời lên luôn á. Thôi, em đừng có làm khó anh hai em. Anh Vân à, em đưa Miên Ngọc đi ăn kem giùm anh nha. Anh còn việc ở công ty cần phải làm nữa. Yeah, anh hai là số 1, là số 1. Nè, hai chị em nhớ đi cẩn thận đó. Dạ, em biết rồi, đi cẩn thận. Đi cẩn thận là mình phải rủ thêm người cho đông để khỏi bị bắt cóc. Rủ chị Khánh Hà đi ăn kem. Rủ chị Khánh Hà đi ăn kem. Được rồi, để chị gọi. Nhưng trước hết mình phải lên thay đồ cái đã. Đi em. Mình đi thay đồ nha, rồi mình đi ăn kem nha. Bye bye. Bye bye anh hai. Vô lý. Không thể nào vì chuyện đó mà chia tay với mình được. Nhưng mà không phải chuyện đó thì là chuyện gì chứ? Mình không thể nào dễ dàng chia tay một cách không rõ ràng như vậy được. Mình phải hỏi cho ra lẽ mới được. Tôi nghe nè. Hà đi ăn kem không? Bây giờ luôn hả? Ừ. Cũng được. Vậy chờ xíu tôi thay đồ rồi chạy ra liền nha. Ok hả. Giải quyết sao vậy? Tiểu Quyên. Tiểu Quyên à, mấy ngày hôm nay anh không liên lạc được với em, anh lo lắng lắm. Lúc nãy giờ thấy số điện thoại của em gọi tới cho anh, anh vui mừng lắm. Anh bỏ hết tất cả công việc, anh tới đây với em đó. Tiểu Quyên à, có chuyện gì em nói cho anh nghe đi. Mấy ngày nay tại sao không liên lạc với anh? Em đã gọi anh tới mà em không có gì để nói với anh sao? Tiểu Quyên, Tiểu Quyên à. Có chứ. Nhưng mà không phải nói mà hỏi nên tôi mới hẹn anh tới đây nè. Có gì em cứ hỏi đi, anh sẵn sàng trả lời mà. Anh coi đi. Anh nói đi. Đoạn clip trên giường đó có xuất sắc không? Diễn viên nam chính là anh, còn nữ chính là ai? Nữ chính là ai? Tiểu Quyên à, anh là đồ khốn nạn, anh là một thằng điếm bẩn thỉu. Từ giây phút này tôi cấm anh gọi tên của tôi. Người dơ bẩn như anh không có xứng đáng để gọi tên của tôi.
Rất tiếc là tôi đã từng rất tin anh, từng ngưỡng mộ một người không ra gì như anh. Nhưng bây giờ thì tôi đã sáng mắt ra rồi. Anh đừng có hòng, anh đừng có hòng lợi dụng tôi được nữa. Tiểu Quyên à, anh em đi. Từ giờ phút này tôi sẽ trả anh về với căn phòng đó, với người đàn bà đáng tuổi chị tuổi mẹ anh. Đồ điếm! Cô nói ai là điếm? Còn cô là cái thứ gì? Cô danh giá lắm sao? Cô đàng hoàng lắm hả? Bày đặt dàn cảnh để ép tôi tiến tới. Ok, cô và gia đình cô muốn như vậy, tôi phải diễn cho hết tuồng chứ. Cô lấy tư cách gì mà mạt sát tôi? Ai là người quyến rũ ai? Ai cố tình giật bậy? Thậm chí cái chuyện lên giường ai là người chủ động? Anh, cô tưởng là cô có tiền thì cô có thể điều khiển được tôi sao? Xin lỗi được cơ mơ. Anh là thằng khốn nạn, loại người như anh chắc chắn sẽ bị quả báo. Anh cứ chờ đó. Khốn nạn, đi quất mắt tôi. Chị Dẫn Mỹ Ngọc đi sẽ nha. Yeah. Ủa chị hai, cái chị gì á giống như bạn chị hai vậy á đúng không? Mà sao đi siêu dẹo dữ vậy? Hình như là tại vì mang cái đôi guốc đất cao thì cao á. Chị này có phải là người hôm trước mình gặp không? Đúng rồi, là chị đó. Chị bị làm sao á? Mình qua đó coi đi Khánh Hà. Chị Tiểu Huyên, chị Tiểu Huyên, chị có sao không vậy? Ai vậy? Là cô hả? Là cô hả? Cô á không có liên quan gì tới hắn, là may cho cô rồi đó. Cô may mắn lắm đó, cô biết không? Chị nói gì tôi không hiểu. Chị ủa sao ra rồi? Tôi không có sai. Tôi nói cho cô biết, thằng Khiêm đó đó là một thằng điếm đàn. Nó là một thằng điếm. Từ nay cô hãy tránh xa nó đi. Cô nó tránh xa nó. Chị nói anh Khiêm nào. Chị à, trời chị ơi, có sao không vậy? Ghê quá trời ghê. Cảnh xa nó. Trời ơi, vậy mà ói ra đường luôn. Chị Tiểu Quyên, hay là tôi gọi taxi cho chị về nha. Nhà chị ở đâu vậy? Tôi đưa tôi là ở đâu chị? Đi về đi, Mỹ Ngọc buồn ngủ quá. Em đợi chị tí xíu nha. Chị sai quá rồi. Cái chị này thiệt tình luôn á. Mỹ Ngọc buồn ngủ như vậy mà còn ráng đi về nhà. Tự nhiên lớn rồi còn đứng ngoài đường ngủ, nguy hiểm lắm đó. Bây giờ tính sao hả Khánh Hà? Hay là Dân đưa Mỹ Ngọc về đi, để Hà lo cho chị Tiểu Quyên cho. Đúng rồi đó, đúng rồi. Chị hai đi về nhà đi, em buồn ngủ mệt lắm rồi. Được rồi, chị hai đưa em về nhà. Khánh Hà định lo bằng cách nào? Thì để Hà ráng hỏi coi nhà chị ở đâu, rồi Hà sẽ đưa chị về. Vậy Hà giúp giùm Dân nha. Chứ bỏ chị bây giờ cũng thấy không ổn lắm.
Dừng đưa Mỹ Ngọc về đi, không sao đâu, yên tâm nha. Ờ, vậy em chào chị Khánh Hà đi rồi mình về. Dạ, em chào chị Khánh Hà em về. Em chào bạn chị Hai em về. Bạn chị Hai em dặn nè, mai mốt ra đường một mình, mang đôi giày thấp thấp giống Mỹ Ngọc thôi, cho đỡ té nha. Em về nha chị Khánh Hà. Mỹ Ngọc về ngủ ngon nha. Chị Khánh Hà ngủ ngon nha, bye bye. Bye bye. Khánh Hà nè, chị ấy có chuyện gì thì gọi cho mình nha. Bye bye chị Khánh Hà. Chú à, chú. Dạ, con chào chú. Lại là cậu à, cậu muốn gì? Dạ, cho tới xin chú cho cháu một cơ hội. Cậu không có cơ hội đâu. Tôi rất hoan nghênh sự cạnh tranh trong làm ăn, nhưng mà cái kiểu gian trá như cậu á, tôi không chấp nhận đâu. Chú à, tôi không có lòng tin hợp tác với cậu. Tôi đang bệnh, tôi mới thử máu về, đừng làm phiền tôi nữa. Chú à, chú. Cậu về đi. Chú à, chú. Chú. May mắn lắm đó cô biết không? Tôi nói cho cô biết, thằng Khiêm đó đó là một thằng điếm đàn. Cho bác của chị ấy, nhưng mà bác trên đường từ Vũng Tàu về, bác có đưa địa chỉ, nhờ Hà đưa chị ấy về giùm. Đang ở trên xe nè. Thành Dân cứ yên tâm đi ngủ đi nha, chắc cũng sắp tới rồi đó. Bye bye nha. Chị có sao không? Chị có sao không? Sẽ trả lại cho chị sau nha. Cậu qua đây với tôi nè. Kế bên tôi nè. Tôi có ăn thịt cậu đâu. Sao mà cậu căng thẳng vậy? Tôi trẻ, khỏe, đẹp trai.
Lời giới thiệu về cậu quả thật không sai. Bây giờ cậu giới thiệu một chút về cậu cho tôi nghe. Chị đừng có hỏi gì về tôi được không? Được chứ. Cậu làm sao vậy? Giống y như là con gái mới lớn vậy hả? Cậu đừng nói với tôi là cậu chưa từng ăn nằm với phụ nữ nha. Thật ra tôi... Giữa ba người này là mối liên hệ gì đây? Chắc chắn họ không phải là khách hàng của anh Tấn. Người này quần áo chỉnh tề, sang trọng, không thể nào là một nhân viên bình thường được. Nếu mình đoán không lầm, trong chiếc phong bì này chắc chắn là tiền. Nhưng mà tại sao khi nhận tiền từ người khác, vẻ mặt anh Tấn lại không vui mừng mà lại ảm đạm như vậy ta? Nếu mà cho anh Tấn dây nợ thì phải là người đàn ông này cho dây mới đúng. Hình dạng và phong thái của anh ta rất là hợp với cái dây này. Chắc chắn phải là mối quan hệ không bình thường thì mới bị chụp lại như thế này. Mình biết phải làm sao để tìm ra chân tướng của sự việc này đây. Sao cậu không ngủ mà lại ngồi đây? Xin lỗi chị, tôi không ngủ được. Cậu có tâm sự gì vậy? Hãy chia sẻ với tôi đi. Lòng cậu sẽ nhẹ nhàng hơn, giấc ngủ sẽ đến nhanh hơn. Không có gì đâu, chị đừng bận tâm. Tôi xin lỗi vì đã làm mất giấc ngủ của chị. Chị đi ngủ tiếp đi. Tất cả dữ liệu trùng này ông nhập xong chuyển file cho tôi nha. Nhớ bảo mật cho tôi, vì là ông tôi mới nhờ giả chuyện này đó. Dạ chủ tịch, tôi biết rồi. Ông làm việc đi. Vậy tôi về phòng nha. Anh nhá. Trời đất ơi, anh xin lỗi. Mắt mũi anh để đâu vậy hả? Anh xin lỗi người đẹp mà, anh không cố ý. Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận dùng cái. Ông Bằng đã nhận lời mời dùng cơm với chủ tịch vào tối mai đó.
Cảm ơn cô. Cô thật là giỏi thuyết phục người khác. Nhưng em luôn thất bại trước một người. Nếu là do duyên số thì cô đừng có cố cưỡng cầu. Em thuộc tiếp người tin vào khả năng của bản thân hơn là tin vào duyên số. Cho nên cái gọi là duyên số đó là do con người tự tạo ra thôi. Dữ liệu tôi đã nhờ Tuấn Kỳ nhập rồi. Bây giờ cô tổng hợp cho tôi các báo cáo quý gì rồi nha. Sao lại giao việc đó cho anh Tuấn Kiệt? Tuấn Kiệt với tôi là bạn bè thân thiết, không khác như người nhà cả. Cô không phải lo đâu. Alo, tôi cũng đang định gọi cho anh đi. Đúng, đó là số liệu mới nhất, chính xác nhất. Anh yên tâm đi, Đăng Duy không hề đề phòng tôi. Anh có thể yên tâm rồi. Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Hạnh Phúc rất có thể sẽ về tay Phát Đạt. Sắp tới ông Bằng và Đăng Duy sẽ có những cuộc gặp gỡ. Nè, cho dù anh không lấy được dự án đó thì cũng phải nghĩ cách phá cho nó hư. Đừng để nó về tay của Phát Đạt nha. Uy tín của Đăng Duy ngày càng lớn mạnh, chúng ta khó mà lật đổ được anh ta. Có tin gì mới tôi sẽ báo lại cho anh. Anh Hai, có gì tôi gọi lại sau nha. Cậu về khi nào vậy? Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại phản bội anh Đăng Duy? Hả? Có những chuyện cậu không cần biết làm gì. Anh không muốn kéo cậu vô chuyện này. Cậu cứ coi như là chưa từng nghe, chưa từng biết là được rồi. Không phải trước giờ anh với anh Đăng Duy luôn là bạn bè thân thiết hay sao? Từ nhỏ tới bây giờ em vẫn luôn ngưỡng mộ tình bạn của hai anh. Anh Hai, tại sao anh lại làm như vậy? Không, em không thể nào coi như không có chuyện gì xảy ra được. Anh Hai, anh giải thích cho em biết đi. Tôi đã biểu cậu đừng xen vào chuyện này rồi mà. Em không làm được. Với em, cả hai anh đều là anh của em. Nếu như không có lý do chính đáng, em nhất định sẽ không để cho anh làm hại anh Đăng Duy đâu. Vậy thì cậu mau đi nói cho Đăng Duy biết đi. Đi đi. Anh biết là em sẽ không bao giờ làm như vậy mà. Chúng ta là anh em, tuy không ruột rà máu mủ, nhưng ba mẹ anh đã cu mang em từ nhỏ. Bao nhiêu năm qua anh luôn coi em như em ruột của mình. Điều đó cả đời này em cũng sẽ không bao giờ quên đâu. Anh Hai, anh không phải là người xấu, anh cũng không phải là loại người vì tiền mà bán đứng bạn bè. Chắc chắn phải có nguyên nhân của nó. Anh là anh của em, em cần phải biết được sự thật. Tại sao vậy hả? Chị Hai, tại sao em lại chia tay với Khánh hả? Tại sao vậy? Chị Hai, em có bị điên Hai không? Em nói đi. Anh sẽ lầm đổ Đăng Duy nơi sao lòng và phá nát công ty Phát Đạt đó. Cho dù không
đòi lại công bằng cho ba mẹ anh. Nhưng chỉ là anh không để nó ngồi chiếm giải trên đống tài sản mà trong đó có xương máu của ba mẹ mình. Anh buông tay em ra đi. Em nói gì vậy? Anh buông. Em còn muốn nói với anh điều này. Em nói đi. Một khi em nhận lời làm vợ đăng ký, cho dù đó chỉ là giả thôi, nhưng trong khoảng thời gian em vẫn còn là vợ của người ta trên danh nghĩa, em không thể nào thân mật với anh được. Tại sao? Vì em không muốn coi thường chính bản thân mình. Em không muốn buổi sáng đóng vai một cô vợ hứa hôn mẫu mực của một người, cố lại ngã vào vòng tay của một người khác. Tại sao lại làm cái chuyện hồ đồ như vậy hả anh? Sao anh cứ làm khổ em hoài vậy hả anh Hải? Sao anh làm gì cũng không chịu nghĩ tới hậu quả vậy? Lúc nãy đó chị ở sân bay em muốn xỉu luôn. Chị giống y chang như chị hai em vậy. Em ơi, người giống người là chuyện bình thường, có gì đâu mà lạ. Anh Duy rất thật lòng thương yêu con. Nó cũng đã thưa chuyện với bác. Bác rất vui về điều đó. Anh Nhân à, từ ngày đầu tiên con bước chân vô nhà này, bác đã cảm thấy con vô cùng thân thuộc, vô cùng gần gũi.